thì trong thời gian mình giãn cách mình cũng ít ra đường, rồi bây giờ thì khi mà có mở cửa lại thì mình cũng nói chung là cũng hạn chế, và việc khi mà người lớn ra ngoài thì cũng phải cẩn thận để về tránh để mà lây cho bé. Người lớn trong nhà đã được tiêm vaccine, nhưng vì con chưa được tiêm nên những ngày này anh Dương Minh Khoa ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải hạn chế ra ngoài để bảo đảm an toàn cho con. Khi nghe thông tin trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, ban đầu anh Khoa cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được trường thông tin rõ về kế hoạch tiêm và loại vaccine, thì anh đã quyết định đưa con đi tiêm đúng lịch của trường. Cái việc mà tiêm vaccine cho trẻ em hiện giờ thì nó cũng có cái rủi ro trong đó, nhưng mà nếu mà mình có cái loại vaccine tốt để mà ít cái phản ứng phụ á, thì nó cũng là tốt cho trẻ, để các bé có thể tính trường mà không phải bị lây nhiễm. Và khi mình triển khai tiêm vaccine cho mấy đứa nhỏ thì tụi nó đi học, sau này có thể đi học được an tâm hơn, và mình có thể đi học sớm hơn. Chiều ngày 30 tháng 10 năm 2021, nhiều phụ huynh khác cũng đưa con em mình tới trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng để tiêm vaccine COVID-19. Thì trước khi tiêm thì tôi cũng tìm hiểu thông tin á, thì nói chung là thấy có một số tác dụng phụ, nhưng mà nói chung là mình cũng chuẩn bị hết rồi nên cũng yên tâm. Chị Nhi cũng như nhiều phụ huynh học sinh khác hy vọng con em mình sớm được tiêm vaccine để các em có thể tới trường. Rất là muốn cho bé đến trường, nhưng mà phải cho an toàn. Chứ nếu mà chưa được tiêm chủng mà đi học lại thì cũng rất là lo. Bởi vì học ở nhà suốt ngày, học online nói chung là thấy rất là tội nghiệp con. Thì cứ phải suốt ngày cứ dán mắt suốt lên cái màn hình, thì bản thân là đã bị cận rồi, giờ lo hết xong cái mùa học online này là sợ tăng độ. Hôm nay cũng là ngày con chị Nhi tới trường sau nhiều tháng phải ở nhà phòng dịch COVID-19. Được gặp thầy cô bạn bè nên con chị cũng nóng lòng được tiêm vaccine để có thể đi học trở lại. Dạ, em cũng muốn là trong mùa dịch thì mọi người nếu như mà có điều kiện để tiêm vaccine được thì nên tiêm. Tại vì nó cũng khá là quan trọng để bảo vệ sức khỏe của mình. Em cũng có muốn nhanh đi học trở lại, tại vì học online thì nó khá là bất tiện. Tại điểm tiêm chủng này, các em học sinh được bố trí tiêm theo từng lớp. Các thầy cô cũng tới trường để hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh và các em trong suốt quá trình tiêm chủng. Tôi trong công tác chuẩn bị, chúng tôi đã phối hợp với lại ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh của các lớp. Giáo viên chúng tôi, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo đến quý phụ huynh của học sinh được tiêm chích thời gian, địa điểm, cũng như các quy định, cái sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh. Chúng tôi được đánh giá là tương đối rất chặt chẽ và phụ huynh rất tin tưởng là thực hiện cùng với con em mình. Tại điểm tiêm này, phụ huynh được đi cùng con vào bàn tư vấn, khám sàng lọc, sau đó sẽ được bố trí chỗ ngồi riêng để đợi con tiêm vaccine và theo dõi sau tiêm. Cũng theo ông Đoàn Hữu Khánh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng, trường có 1.115 học sinh đăng ký và đủ điều kiện tiêm vaccine, đạt tỷ lệ 90%. Bên cạnh đó, có một số phụ huynh ban đầu chưa đồng ý, nhưng sau khi được tư vấn hướng dẫn và biết loại vaccine được tiêm thì họ đã đưa con em mình tới để tiêm vaccine. Đa số phụ huynh rất mừng và đồng thuận với kế hoạch của nhà trường. Tuy nhiên, có một số phụ huynh vẫn còn lo lắng, rồi chưa an tâm, nên cũng chưa đồng thuận là cam kết để tiêm đợt này. Tuy nhiên, đến hôm nay tiêm chích thì số phụ huynh này lại đưa con lên xin được tiêm chích, và nhà trường cũng tạo điều kiện cho tiêm bổ sung theo đơn vị của lớp, và các phụ huynh rất mừng và khấn khởi chi con em mình được tiêm chích. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 10, sau 3 ngày tiêm vaccine của Pfizer mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 216.000 trẻ. Trong số trẻ em đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, có hơn 154.000 trẻ 16 và 17 tuổi, hơn 61.000 trẻ từ 12 đến 15 tuổi.